Rồi em xin chào tất cả anh chị em buổi tối ngày mùng 4. Tối nay ngày mùng 4 lại lên áo ấm nha anh em. Hôm nay trời đang lạnh cho nên có một vài anh em đang yêu cầu em lên đồ ấm. Thì chắc có lẽ cũng chỉ được có một lô này nữa là đồ ấm có giá trị một chút. Em lên cho anh chị em nhé. Đây là một con Mắc ca 60. Của Mỹ. Màu của nó là màu xanh. Trời ơi, con này là dây kéo talon luôn này. Dây kéo talon là của thằng đời dây kéo nhôm mà đời 67 anh em. Dây kéo talon nhá. Mắc ca ấm. Con này anh em đi Nhật được. Cực ấm anh em ạ. Cực ấm nha. Hàng của Mỹ anh em ạ. Em đo chiều dài cái dòng này không có đo được cái nách tay đâu. Cái vai đâu dài áo 84. Cái áo 84 con này em bán 900 ngàn. Mã 27 nha anh em. 900 ngàn mã 27 nha, hàng của Mỹ á. Chỗ cái túi này nó bị bung một chút này. Nó bung ra anh em nhìn thấy không? Nó bung ra thì anh em về chịu khó kêu bà xã may giùm em cái. Đẩy cái góc này xuống này. Rồi đẩy xuống xong mình may lại là được nhá. Đây ngay ống tay này nữa, một chút dơ này, ống tay này nó cũng bung chị luôn. Đây dơ nữa nha anh em, đây dơ nữa nha. Mấy cái dơ này thì hàng đã qua sử dụng. Thứ nhất mình muốn mua đồ đã qua sử dụng thì chuẩn bị tâm lý rằng sẽ có những cái vết dơ phát sinh anh em ạ. Vết dơ phát sinh nhá. Đấy. Chứ thực sự em nói thiệt chứ mắt thần thánh đeo kính lúp vào nhiều khi nó cũng không báo hết được luôn. Dơ này. Bo ngon lành nhá, chỉ có dơ thôi, dày và ấm. Đó, sau xanh. Nói chung con là màu xanh lính nhưng mà nó là màu xanh nha. Ai ông tay này nó dơ lắm á nha. Dơ lắm rồi. Ở đây có mấy chấm dơ nhẹ, mấy chấm dơ này. Đó. Nhất là cái dây kéo mà talon này thì hơi bị định luôn. Talon này một cái dây kéo anh em biết. Cái kim nhôm này anh em biết bao nhiêu ạ? À? Bình thường mấy dây kia em bán 800 nghìn ấy. Còn dây này thì sao? Dây này là đỉnh cao của đỉnh luôn. Rồi, anh em tự báo giá thì con này là 8 đến 90 ký. 96% em bán con này là 900 ngàn mã 27. Mai mua kéo khác, cái kéo này đều quá. Kéo này nó ổn. Tiếp một con em vừa mới ăn cơm xong mà like nó mệt. Ăn no rồi like mệt. Cái con này là quần cái mền bịt kích. Cái mền bịt kích nha. Ai mà sưu tầm mền bịt kích, bịt kích khi anh em phân biệt giùm em. Anh em có thể lẫn lộn mền biệt kích của Mỹ với biệt kích của Trung Quốc. Nó rất là giống. Rất là giống nha. Cái đường này là đường rin của thằng biệt kích. Không phải là đường nối hay còn gọi là đường chắc nha anh em. À, con này là 97. 97 thì là 77, 14, 24. À, 99, 18 à, là bao nhiêu rồi? Gần 2 mét. Mới túm lại cho nó nhanh, đau cái đầu. Cái nhấm nhấm mấy cái số lẻ là đau cả đầu. Dài một chiều là 1m64. Nó chưa đầy 2 mét. Một chiều chưa đầy 2 mét. Một chiều chỉ còn 6 tấc nữa, 6 phân. 6 phân là từng này là đầy 2 mét một chiều thì như vậy. Bây giờ em coi con này có bị lỗi ở đâu nè. Con này em bán 2,5 triệu nha, mã 12. Lâu lắm rồi không ra được cái mền thủy quân lục chiến nữa. Anh em thấy hàng nó cháy cỡ đó. Em bán hàng mà hàng không có ra được nữa nó. Bây giờ trên thị trường anh em biết không, giành giật nhau. Anh em mua chốt hàng của em lúc được lúc mất. Lúc được lúc không thì em cũng chốt hàng bên kia lúc được lúc không. Bây giờ chắc là lâu năm nay mấy năm nay em nguyên năm nay em kiểu
số đen không chốt được nữa. Mã đời 73 này. Bịt kích này, bịt kích đời 73 nhá. Một bữa em chốt được một mấy lô thì nó còn ngon lành. Này nó chốt được toàn là đồ xấu, mềm xấu, em không lấy nữa. Con này bị một lỗ như thế này. Em nhìn thấy một cái đường không? Đó, nó bị một cái đường như vậy. Nó đi giữa cái, nó đi một... Đây đây này, anh em dòm này. Cái đường này là như kiểu là nó rút á. Đây đây, cái sợi chỉ tơ tầm của nó này. Nó rút, nó bị rút. Rút mất khoảng 10 sợi. Cho nên là cái đường này có một cái đường trắng trắng này. Cả nhà mình nhìn thấy không ạ? Có một cái đường trắng trắng, nó đi tới đây thôi là nó đứt. Vì tới đường nối mà. Còn cái mền rất là đẹp. Mà cái mền vịt kích này bình thường em bán là 5-6 triệu. 5-6 triệu nha. Hai mặt. Ai chơi hàng xưa gặp con này thì khỏi phải mân mê luôn. Bận vò đắp vào mùa hè, em biết như một cái tủ lạnh mà. Nhà em giờ quanh năm suốt tháng xài mền loại bông soleil này không, chứ không có xài mền nào này hết á. Rồi, ai ưng thì chốt giùm em nha. Nếu không có cái đường đó thì con này là 96-97% cứ ngắp. Con này là hàng sưu tầm đó. Ai chốt giùm em nha. Đâu rồi cái tem ấy, đâu rồi? Đây, bên này. Ai chốt cái mền này thì chốt giùm em nha. 2,5 triệu. 2,5 triệu mã 12. 2,5 triệu mã 12. Tiếp một con Philot nữa này. Con này lót cam nha. Con này là dòng phải nói em nói buồn nhất. Buồn nhất là anh em ở mình ở bên YouTube không có sưu tầm về Philot hàng xưa. Không có sưu tầm luôn. Đây là một cái bông sồi này. Hàng xưa nha. Anh em bảo là gì Philot M1 thì con này lại có cầu vai đai sườn, cầu vai luôn này. Cái thằng này gọi là L2B ha. Để em coi cái nó là cái gì nè. Bo còn ngon lành nha anh em. Nói chung nó hàng xưa lắm á. Mấy cái tem rin này, trời ơi, không phải dễ mà có đâu. Cái tem của nó ở túi này anh em. Ta coi L2B M1 nha. Nó là L2B anh em ơi. L2B mà nói tới Philot mà nói L2B. Nhưng mà em cũng thấy buồn một cái. Buồn một cái. Những con Philot mà hàng xưa anh em sưu tầm á, thì lại anh em hình như chưa quen sưu tầm mấy cái dòng này, mà lại anh em lại thích sưu tầm mấy cái con Philot M1 mà dạng của thương mại Mỹ. Philot thương mại của Mỹ. Thế lại anh em lại sưu tầm. Em cũng không hiểu. Nói chung là cái đó thì mình cũng không nói được. Mật hai mặt nha anh em, không nói được. Mà những con có giá trị cao, chất lượng giá trị cao thì anh em chưa biết sưu tầm. Và con này bây giờ em sẽ bán lỗ. Em bán lỗ nha. Đáng lẽ em đưa qua cho anh em Facebook, nhưng mà cả lẽ được có một con vài con mình đưa đi bán ha. Em chưa coi sai mà em nói tào lao. Mấy cái con thương mại. Con này size X-Large. X-Large thì con này là 80 kg rồi. Em đo chiều dài nha. Anh em bận Philot thì chịu khó. Con này dài áo là 65. Dài áo 65. Thì anh em bận Philot, con này là 80-90 kg. Với điều kiện anh em bận này, bận Philot thì chắc chắn là phải cao lên trên này, này. Đó, mình phải bận ngắn như vậy, chứ còn mà bận ngang đây thì tiêu nhá. Thì
Thì em nói đi nói lại nói hoài vậy thôi. Con này em bán rẻ 5 triệu mã 51. Con này mà đúng mà giá trị của nó chuẩn thì nó phải là đỉnh luôn. Có thể anh em không quen, không quen cái giá trị sưu tầm của nó thì anh em cho cái giá này gọi là giá đắt. Nhưng mà giá này chưa phải là cái giá chuẩn của nó. Với một con sưu tầm như thế này là đúng là cái giá của nó không phải là giá này. Mỗi cái cặp bông sồi này thôi. Một cái cặp bông sồi này của nó là thằng trung tá này không á. Màu đen, màu trắng này là một cái là 200 nghìn rồi. Một cái là 200 nghìn, hai cái là 400 nghìn rồi. Và có những cái mà tem ở trên nó đã bằng cái tiền áo rồi. Chưa nói gì hết nhưng mà thôi ta biết tới đâu ta chơi tới đấy rồi. Rồi tiếp một con M51 mới kem. Con này size small roller ạ. M51 thì em có nói với anh em rằng nó là đời đầu, đời trước của thằng M65. Tức là trước là M43, M42, M tới M50. Con này vai 47, V50, M52, M65, M51. Dài tầm 1 nha anh em. Chất vải y hệt như M65 nhưng nó khác ở M65 cái là cái cổ này là cái mũ là mũ rời. Trước năm 51 là nó đều cái mũ rời ngoài. Nhưng mà sau khi xài thì nó vứt bả mất mũ. Còn M65 là nó có cái mũ nằm sau cái cổ này. Chỉ có vậy thôi. Còn tất nó đều là của đều là của Mỹ. Nhưng mà là M65 hết. Chưa có tì vết mũ, chưa một cái gì hết nha anh em. Con này 60-70kg anh em để cho em nói số ký nha. 60-70kg và cao 1m7-1m74. Mới keng này. Ba tem còn mới keng này. Hàng chuẩn cấp phát nha. Năm 1951 này. Cái dòng mà đời đầu của thằng M51 là đời tem dập, còn đời kế tiếp là đời tem giấy. Dây kéo này mới kít kít kít. Đấy, mới kít nha, dây kéo sẽ có view. Cái này còn chất hồ, còn lấp lánh của cái áo, độ bóng của cái áo ấy nhé. 98% không tì vết. Ai có điều kiện thì cút con này nhé. Thực sự mua một con áo cũng rất là chảy nước mắt phải không anh em? Phải có tài khoản, có tài chính chứ mới mua được chứ đâu có dễ đâu. Cái gì đây trời. Nhiều khi xin vợ mà, vợ mà có tiền thì cũng đang dễ, còn vợ không có tiền thì cũng hơi phê anh em ha. Mới kem, bao cho anh em mới. Hàng cấp phát chốt cho em 12 triệu mã 50. 12 triệu mã 50 nhé. Làm nghèo như em mà bảo là mua một con áo này chắc bán hết tài sản mà mua. Thế một con M65 rần ri dây nhựa, cổ nhựa như em, vai của nó là 50. Thân đồng cổ nhựa chứ. Vai 50, dài 84. Thân đồng cổ nhựa này. Hàng cấp phát nè. Small long. Size small long tức là x small long tức là 50-60kg và cao 1m74, đời của nó là 82. Đời 82. Con này còn khá là đẹp nha nhé. Ở đây có một cái mộc mã số 8 này. Con này là tầm 97% luôn. Nhưng mà nó bị dơ một chút ở đây này. Anh em nhìn thấy bị dơ một chút ở đây. Nhưng mà ai mua con này lưu ý giùm em, phải cao trên 1m74 nha. Còn dưới 1m74 thì làm ơn đừng. Nếu mà anh em muốn bẩn nó khỏi bẩn quần thì anh em chốt con này dưới 1m74 á. Vì nó là long. Nhưng mà số ký chỉ được 50-60kg thôi. Số ký chỉ được 50-60kg và bon chain chỉ được 63kg anh em ạ. Hết đát này, mới kem. Và nó mới kít luôn á. Nhưng mà không biết tại sao nó lại bị dơ một chút ở đây. Dơ một chút như cái gì quẹt lên đất đó nha.
cái kiểu như bùn á. Cái tem anh em dồn này còn mới 50 mà đến 60 cân thì em bằng em chứ mày, bằng số ký của em chứ mày, nhưng mà cao 1m74 thì ai mà nhỏ mà tông như vậy thì mới vừa chứ. Em nhún lên đây em dồn, chốt giùm em con này là 1.4 mã 72 ạ, với kem xà beng. Cái một con M65 nữa, thân đồng cổ đồng. Con này là mất tay cầm mà nó đổ bằng cái cầm này nhé, gọi là cái nhẫn á, cái vòng này đổ cái tay cầm á. Con này tem mờ rồi, tem mờ rồi. Ở trong này là chất vải búp lin anh em, búp lin là mát 100 cô tông luôn á. Đầu vào đầu ra này anh em này, ngon lành nhá. Dây trên còn mà dây dưới mất tiêu. Trong này có mũ không biết nữa. Đấy, có mũ nha. Có mũ anh em. Nó bị nhít cha cái cổ trong rồi. Rồi chù cho là mẹ ơi. Con này chất vải thượng ngang, lì vải này, bụi dần tem này. Trời ơi cái dần tem chất quá. Con này 1.5 triệu mã 52 COVID inox nha. 96% nha em. Ở vai còn có tem luôn này, nhưng mà ngay bắp tay thì bị, đây là em dán để báo lỗi nha, bị sượt này, bị cái gì ma sát vào bị trượt một phát, thằng này bị lũng nhẹ nhẹ luôn, lũng nhẹ nhẹ luôn. Còn thằng này bị sơn một phát. Ổn nha, tất tật tật là không có gì nữa hết, chỉ có bị một phát ngay đấy thôi. Đây nữa này, một phát đây nữa này, ở trên cái bờ vai này nó hơi dơ, bị cái gì dơ á anh em nhìn kỹ nha, cái gì màu đen đen này nó đổ bị dơ từ đây quệt qua đây. Anh em nhìn kỹ rồi chốt nha. Nhìn kỹ rồi chốt này. Đó, coi giặt xử lý được thì quất nha anh em. Nằm từ đây xuống. Cái đầu vai này này, từ đây chảy xuống. Đó, đây là dán để báo nha, báo lỗi á. Nhưng mà cái dàn tem ngược trở lại, cái dàn tem. Đây có tem. Vai của nó là 50. Dài áo 74, vai 50, dài 74. Con này là dài 74 thì sọc. Con này small sọc, nhưng mà em nghĩ con này là, nếu mà x small thì vai 47, 48, mà con này là small sọc. Nhưng mà anh em chỉ bận được 60kg thôi nha, vì trời lạnh mà anh em còn phải đồn thêm một lớp áo ở trong nữa chứ. Áo này chỉ được dành cho người 60kg thì x small short. Em cho anh em xuống một chút này. X small short tức là người 50 đến 60kg, cao 1m6 đến 1m7. Áo thì còn đẹp trai vô cùng, nhưng mà dần tem này nói tới rồi nói lui. Cái dần tem này hai tem cổ, 3 4 5 6 7 cái tem. 7 tem là được mấy trăm rồi, 350 rồi. Bây giờ con áo nó bị dơ như vậy á, thì trừ tem ra là áo chỉ còn được có 1.250. Em bán con này 1.5 triệu mã 52 nha. Với một cái size này thì size cực hiếm, dành cho người nhỏ. Ai nhỏ tìm một con áo không có đâu. Ai cảm thấy cần quất ngay nha. Áo thì còn đẹp nhưng mà vết dơ có đó đó. Có vết dơ mình phải để ý không có lần. Tới lúc về lại lấy tiêu đời này. Tiếp một con. Con này gọi là Philot. Philot nha anh em. Con này là đi tuyết á. Dòng đi tuyết cực ấm và đại ấm luôn. Cho anh em dòm nguyên một cái lớp phao của nó này. Cực đỉnh ấm luôn. Cha của ấm luôn, gọi là chơi đi Nhật, đi đâu
đi đâu thích đi đi. Con này là pilot hải quân mà dòng đi tuyết mùa đông, đi tuyết của Mỹ ạ. Bên Mỹ mà nó đã đi tuyết thì Việt Nam mình đi đâu chả được. Vai 54, dài 75, vai 54 dài 75 nha nhé. Dây kéo của nó này sẽ có view đầu vào nha anh em. Cái con này là sau năm 75, à trước năm 75. Dòng này nó trước năm 75 nha nhé. Nặng con này tầm vài ba kilo á, tầm 2-3 kg. Nó là xe lát này, nó là xe lát. Đời của nó là 85, đời 85. Rồi, em review cái phần lần trước nha. Chỗ này nó có một chút như kiểu là mình bẩn mồ hôi ra thì nó sẽ bị đọng nước như thế này. Đây là một vết loang bị dơ, dơ nước. Con em bán 3,5 triệu mã 53. Một chút dơ này không ăn nhầm nha nhé. Mấy vết dơ này gọi là như dơ nước, về giặt giùm em cái thôi. Nó dày dặn lắm nha. Hàng này ở sau lưng anh em nhìn thấy có hai ký hiệu MM. MM M44 chứ. Rồi, ok nha nha. Em đo vai rồi nhá. Bây giờ em bận vào coi thử. Nó mấy chục ký này. Cực ấm luôn. Cái này ở ngoài là như dạng chất ni lông mà của thằng G8 á. Anh em nhìn thấy màu xanh két rồi. Con này là được 85 ký. 85, nhìn nó cồng kềnh như vậy á, nhìn nó to như vậy á, nhưng mà được có 85 à. 85 ký hết đó. Dày mà bị to. Rồi, ai ưng chốt cho em 3,5 triệu mã 53. Con này là đồ mới của nó là trên 96%. Tiếp một con M65 dây đồng mới keng, mới keng. Con này của hãng Alpha, Made in USA. Alpha nhưng mà sản xuất cho Mỹ nha. Còn Alpha này thông thường thì anh em biết rồi đó. Con này size 1X lát trailer. Còn mới keng xà beng luôn. Mới kẹt mới keng luôn. Made in USA này, Alpha này thì cái hãng Alpha này thì chuyên sản xuất cho quân đội. Đầu tiên nó sản xuất cho thằng pilot Alpha. Nhưng nó đặt tại Mỹ vào thời gian năm bao nhiêu em quên mất tiêu rồi. Nó sẽ di chuyển cái nhà máy này về tại Trung Quốc và nó sẽ sản xuất, tiếp tục sản xuất cho các nước, trong đó có Mỹ. Thì con này là vai 60, dài 82. Dài 82. Mới keng. Con này mới keng. Con này em bán 3,5 triệu mã 62 nhưng mà vẫn có 2 chấm dơ này. Có 2 chấm dơ này. Mùi keng luôn, phải nói con này đẹp á. Cái vải của nó cũng đẹp và lì thầm tề mà cái vết gấp vẫn chưa có luôn này. Con này size X lát thì dành cho anh em 90 đến 100 ký và cao 1m7 đến 1m74 nha nhé. Lưu ý giùm em 90 đến 100 ký. Ai 90 ký trở lên thì chốt con này. Anh em dòm cái ống tay vê tay còn mới keng. Màu xanh đẹp. Màu xanh đẹp. Dành cho người từ 90 đến 100 ký và cao 1m7 đến 1m74, chốt cho em 3,5 triệu. Mã số mấy đi đâu mất tiêu rồi. Em vừa ăn xong mà em like em thử ảnh cạch như kiểu trâu bò. 3,5 triệu mã số 2. Tiếp một con M65 dây kéo nhôm ạ. Dây kéo nhôm nha. Cho anh em dòm cái đầu vào đầu ra này. Dạ, người ta chốt rồi. À, đầu vào đầu ra dây kéo, dạ, đầu kéo là sẽ có view nha. Đó, ở trên này là size
Small long. Small long thì anh em 60 tới 70 kg. Nhưng mà cao 1m74 trở lên. Hùi, con này đời số 7 tem chà bá luôn nhá. Hàng này thì anh em yên tâm, nó là hàng cấp phát, màu xanh ô liu. Màu xanh này, cái thằng chỉ có thằng đời số 7 là có một cái màu xanh toát ra một màu xanh thực sự rất là chất. Chất nhất của thằng 1065 là màu xanh và giá trị của cái vải. Bữa hôm em có nói rồi nhưng mà hình như em quên nói cái màu á. Thực sự em bán nhiều mà em cứ cầm thấy con nào mà đời số 7 là tự dưng như kiểu em được trúng thưởng một cái gì á. Vì người ta chuộng cái đó rất là nhiều. Đời số 7 này. Tem còn mới keng nha. Cái lót trong của nó là bằng một cái lớp vải buplin. Buplin là thông thường, bữa hôm qua em có treo một con áo túi chéo đây này. Nó là bằng chất vải buplin á. Chút nữa em like. Chút nữa em sẽ like lên. Xanh ngắt. Xanh ngắt luôn. Em bán con này 16 triệu mà 63. 16 triệu là đang còn mềm với một con này nha anh em. Nếu mà nó không có cái chữ long này thì anh em sẽ bị con này 18 triệu, không phải 16 triệu đó nha. Xanh ngắt, mới keng. Vết in nút chưa có luôn. Nhưng mà lưu ý giùm em, ai chốt con này phải từ 1m74 trở lên mới được chốt nha. Còn mà dưới 1m74 yêu cầu đừng có chốt. 1m72, 73 thì còn được. Chứ còn mà 1m7 nó cũng hơi dài. Em đo vai và chiều dài lại cho anh em này. Vai 51. Dài 84. Không tì vết. Đẹp như mơ, huyền mơ, nồng mộng. Con này chắc là đẹp nhất chuồng nhà em rồi thôi chứ. Không có con nào đẹp hơn nữa đâu. Con này với con 1051 á. Con 1051 13 triệu hả? 12 triệu hả? Và con này là đẹp nhất chuồng nữa thôi. Không có con nào đẹp nữa. Đẹp quá đi thôi. Có tiền mà chơi những con này thì đi ra người ta phải ngưỡng mộ anh em ạ. Vì cái đồ đẹp long lanh quá. Đẹp quá. Em không được bẩn mà em còn thèm. Cái một cái quần này là vải buplin này. Lên hơi cà rô giờ mắt nhìn giống nhau. Con này vải buplin này anh em này. Con này là vải buplin, hồi nãy em nói là cái ruột của cái thằng M65 á, nó là bằng chất vải này này. Bởi vì nó là một dòng 100 cô tông khi mà nó may lót của thằng 1065 á. Một là cà rô, hai là vải buplin, ba là satin. Chỉ có ba thằng này à. Mới là 100 cô tông là mát thôi. Rồi con này là 498. Tại sao mà các anh cứ bảo rằng là tôi bận một con áo 1065 mà trời nóng bức. Nhưng mà người bận không bao giờ thấy nóng. Vì là này đấy, vì là chất liệu 100 cô tông này đấy. Dài 102, còn người nhìn nữa thì thấy toát mồ hôi. Nghĩ là người bệnh chắc nóng lắm. Nhưng mà người bệnh lại không thấy nóng. Vậy đó. Con em bán 4 triệu mã 64. Mới nha. Nhìn này là mới rồi nha. Nhìn này là không tì vết nha anh em. Không có tì vết nha. Để coi có cái vết nào không. Không tì vết luôn này. Không tì vết luôn. Không có cái vết nào luôn. Hàng chuẩn cấp phát nha. Nhưng mà ở đây có một vết. Ở đây có một vết màu nâu nâu. Chỗ góc túi này thì nó cũng có một bệt sợt sợt. Nó trắng trắng một chút. Cái này cũng chẳng có ăn nhầm gì hết. Với một cái quần ha anh em. Bây giờ ta xòm tem này. Coi nó đời bao nhiêu nha. Nó này chỉ đời sâu ít. Nó ghi là mã 4 số thôi. Lát sọt. Lát sọt nghe. Rồi 100 cô tông này. Đời 67 luôn. Chú cha là mẹ ơi. Nó là đời 67 ha. Nó ngang hàng với thằng túi chéo áo 1065. Đời 67 hồi nãy em like cho anh em đó. Nó cùng một đời với thằng đó đó. Rồi
mới 97%. Chốt giùm em 4.064.000. Anh em nào mà có tài chính mà chơi cái quần này thì phải nói là number one chứ không có number ten nữa. Vì anh em bẩn như thế này này, anh em không cần là gấu hay là gì hết, đam mê đồ lính hay gì hết, anh em bẩn cho em một cái quần này một màu thôi, rồi anh em phối hợp trên một áo thun, một màu trắng, một màu đen, đơn giản một màu là nó đã lồng lẫy cái con người của anh em rồi. Nhìn nó rất là sang trọng mà nó, và anh em bẩn quần này thì không bao giờ anh em bẩn được những dạng quần gọi là đẳng cấp thấp hơn được nữa. Vì nó là 100 cô tông cực mát, vì nó là nhẹ nhàng và thoải mái, cảm giác cho người bẩn không có nặng nề không mệt. Vì nó không thể nói được. Không thể nói được. Em không bẩn nhưng mà em cảm nhận được nó. Vì em bán em cảm nhận qua cái chất vải và qua cái cảm giác em đụng nó này là em biết được. em nói vậy là nói, nói hết ý của em. Em nghĩ sao, em biết sao thì em nói vậy đó. Rồi, đây là một con Philot. Con này là một trong những cái con Philot mà em nói là hàng sưu tầm đó. Nó là hàng sưu tầm. Mà anh em mình thì chỉ cái thích Philot MA1 mà đời năm 75 trở lại đây thôi. Lót cam và sử dụng hai mặt, chỉ có đơn giản vậy. Và theo hãng của Alpha, đời Alpha hàng thương mại mà anh em hay còn gọi là của Mỹ, hàng thương mại của Mỹ. Chắc bữa nào em phải ôm một ít về bán cho anh em này. Anh em thích lấy không? Em lấy cho em nghĩ em chuyên hàng cấp phát cho nên em cũng ít khi ôm. Con này vai 48, dài 64. Cái cổ nó bị lạng rồi nha anh em, bị bay rồi đó. Ta kêu là bị bay cổ rồi đó. Đó anh em nhìn thấy lướt lướt chưa? Nhưng mà cái dần tem này này, anh em tin là tiền tem này là tiền tiền triệu không? Một cái bằng thiên thần này không? West Anifog này, con em bán 1.900.000 mã 65. Con này là sale anh em cực rẻ luôn rồi nhá. Nhưng mà cái túi thì nó bị lúng, vậy anh em may lại giùm em cái. Còn cái tem này nó bị rách mất rồi. Em bán trong nghề thì em chỉ đảm bảo anh em, con này là chuẩn hàng cấp phát, hàng xưa, hàng xưa nha. Ở đây thì cái bo của nó bị móc móc một chút rồi này. Đây là nó móc, móc cái sợi lông lên chứ chứ không phải lụng rách gì hết á. Áo này thì màu cũng xuống rồi, nó tầm được 93% độ mới nữa thôi. Bo này, bo nó bị móc lủng rồi nha anh em, bo móc lủng rồi nha. Cái cờ của Philot này, cờ mà nó xuống màu mà cờ rin đi theo áo luôn á. Áo này là bao anh em tem rin. Em cho anh em xem này, trước em bán 3 triệu luôn á. Bán 3 triệu mà giờ em xuống bán cho anh em chỉ có 1.900.000 nữa thôi đó. Còn ngay ống tay của nó bị lủng một lỗ vì rơi một cái tàn thuốc. Nó lủng một lỗ, em báo, dán để báo lỗ nha. Dính một chút nước gì đây này. Cái hàng xưa này nó đắt lắm. Mà hình như anh em mình chưa quen cái sưu tầm nó. Rồi, ok. 93% nha em. Những gì em báo em đã review rất kỹ rồi. Cái ruột trong thì bao sạch đẹp. À, đẹp chứ không sạch, nó cũng dơ. Chờ chút em đo nha. Tem rin, nguyên rin đi theo áo, không bị, không phải là may lên mà rin như vậy nha em. Con này là 70-80kg vẫn được, nhưng mà 70-75 thì đẹp hơn. Đó, em đo chiều dài nha. Màu này đúng là màu của nòng súng, nhưng mà nó xuống bất mất một ít phần trăm mà. Dài áo chỉ có 64. Chốt giùm em 1.900.000 mã 65. 1.900.000 mã 65. Tiếp một con M51
51 rồi ta. Vải thì dày như con bò mà không biết thằng này bao nhiêu. Thôi giờ review trước rồi tính sau. Con này là vai 53, dài áo 71. Vai 53 dài 71 là tương đương size medium. Medium XL, tức là người cao 1m. Nhưng mà cái này dòng bo dông nha. 1m7 được luôn. Con này 900.000, mã 59 anh em này. Vải kaki cực dày. Dày như cái thằng M51, M đời của M50, 51 á. Nhưng mà màu không có đều nha. Anh em nhìn kỹ giùm em này, phần trên này anh em nhìn thấy chỗ này không? Nó hơi vàng vàng này. Đấy, đi đây nó hơi vàng vàng, ở đây nó xanh xanh. Ở đây có túi nha, có cầu vai này. Này cái nút của nó đồng nguyên khối nhưng mà nó bị reset cho nên nó thành ố màu xanh. Đấy, cái phần này nó cũng không đều màu nha, nhưng mà nó nhẹ thôi. Nó giống như cái thằng dòng kaki á, hay gọi là satin dày á, nhưng mà dòng giống kaki dày á. Vàng vàng này. Vàng vàng này. Con này cực dày luôn. Anh em thích bẩn ấm là dày, con này dày luôn. Nói chung nó xuống màu mà không có đều. Chỗ này vàng, chỗ này thì xanh. Đồ mới của nó là còn 93, em cho 93% luôn. Cho 93% nha. Con này là em không biết của nước nào luôn. Vì tem mạc nó mất mà thông thường. Con này là bo dông thì anh em 1m7 trở lên vẫn được. 1m7 thôi. Đúng mà áo dài thì dài 71 thì nó là XL dành cho người 1m6 đến 1m7. Con này nó lại... Úi dạ ơi, có con gì ở đâu ấy? Có cái con gì á? Ghê quá. Ốc gà, ốc vịt nổi hết rồi. Chạy đi đâu rồi á, con dán hay sao? Con này, ui, con này giống của Pháp anh em ơi. Con này giống của Pháp nha. Con này ở đây lại có một cái số 3 này, hay là Việt Nam Cộng Hòa. Số này là chỉ có nằm ở trong Việt Nam Cộng Hòa hoặc là ở trong Pháp. Có hai thằng này mới có thôi. Đúng rồi, chiếc vải này dày. Giống à, lột ra rồi mới thấy giống này ha. Pháp là hay có cái này này. Rồi, cái này là cứ đoán một trong hai thằng, chứ không biết thằng nào hết. Chưa kịp nói bao nhiêu kilo. Con này vai 53 thì 70 đến 80 kg. 75 đến 80 kg nha anh em. Chốt giùm em con này là 900.000, mã 59. Nó chạy đi đâu rồi á? Nó cắn nó phải à. Tiếp con này là vải búp linh nữa anh em này. Con này bữa hôm giờ em treo trên này nhá. Nói về túi chéo này thì chắc là anh em cũng đã tìm hiểu rất rõ. Vì thằng túi chéo này em thấy anh em cũng biết rất là nhiều rồi đó. Là anh em đã sành điệu rất nhiều rồi. Nói về túi chéo á, là những trong những cái bộ mà đẳng cấp màu xanh và đắt nhất của dòng đồ lính Mỹ. Vai của nó là 49, dài áo là 80. Mà nói đến túi chéo á, thì đời vải caro thì nó rẻ hơn anh em ạ. Caro là đời số 7, số 8 và số 9. Cái cổ anh em nhìn giùm em cái nha. Tem sai nó bị mất tem này. Caro là đời số 8 và số 9. Và lên đời cao hơn nữa là thằng vải búp linh. Đây là vải búp linh này. 67, 66 anh em ạ. 67, 66 nha. Ở đây có vết in nút anh em này.
Và đến tiếp cao lên thêm nữa là cầu vai đai sườn, vải búp lin nhưng mà cầu vai đai sườn. Con này em bán 3 triệu mã số 1 nha. Nhưng mà con này nó bị quát xung quanh đây. Mấy cái phần này nó bị quát rồi nha anh em, xuống màu. Con này chỉ còn được tầm 95-96% nữa thôi. Trên cái vai này nó bị dơ một chút nữa này. Dơ một chút nha. Đằng sau thì ngon lành cành đào. Ở đây có một chút dơ nữa này. Một chút dơ. Đó. Ở trên bắp vai đằng sau này cũng có mấy vết dơ nhẹ nhẹ thôi nhá. Còn bên này thì ok, chỉ có vết in nút. Và cái con này mà đời đầu của thằng này, tôi chéo này anh em biết là bao nhiêu tiền không? Cái thằng mà vải caro á, tôi chéo này mà vải caro không là tầm 3 triệu rưỡi một cái. Búp lin là phải 4 triệu rưỡi, 4 triệu đến 5 triệu một cái, tùy phần trăm. Cái này là ống tay này, ống tay rin nhá. À, ống tay này là ống tay lô. Ống tay lô. Tức là không biết là nó cắt sau này hay sao, nhưng mà vết này thì cũ rồi mà đường chỉ mới. Đường chỉ khác với đường này nhá. Còn bên trong này là vẫn còn rin nguyên. Còn con này mà đời đầu của nó là cúc nối. Nó chỉ hơn nhau có chỗ này, tại sao không đục cái lỗ này. Đục cái lỗ đây cho cái nút nó ra ngoài là xong, nó thành cúc nối rồi. Nhưng mà nó thiếu cầu vai. Cái đời trước hay còn gọi là cúc lồi. Mấy anh em hay mua bộ tai bản hàng nhái, hàng cúc nối. Là bộ mà chính chuẩn cấp phát của lính Mỹ giờ mò không ra nè. Em nói thiệt, em là người bán đồ Mỹ á. Em đang chuống mấy con mà cúc nối nhưng mà không có quần. Em tìm mà thực sự là 10 năm trời mà em chỉ cất góp được có mấy con thôi. Chưa bao giờ em tìm được một bộ. Một bộ cho mình chỉ có áo là em cất được, một quần chưa có. Mà một bộ bây giờ là bán trên thị trường 30 triệu. Không có để bắt. Bây giờ là toàn hàng treo đầu dê bán thịt chó. Hàng tào lao bí đao. Rồi ok, nói nhiều. Chốt chùm em con này 4 triệu. À, 3 triệu mã số 1. Cái này là cái dây TB mà hồi chiều em giới thiệu anh em mang cái này này. Dây TB đâu rồi? Đâu rồi ta? Nó đi đâu rồi? Để khi khác. Tiếp một cái quần M51. Tiếp một cái quần M51 anh em. M51 thì khác M65 một cái là con nút lồi ở ngoài thôi. Cái nút nằm ngoài. Dây kéo đồng. Và nó là đời tên dập. Nó dập. Dập chữ. Nó là size medium rare. Con này là bụng 92. Nó là đời đầu của cái thằng M65 nhưng em dài 106. Vải dày dặn chuẩn cấp phát nha. Con này em bán cho anh em là giá 3 triệu rưỡi. Mã 60. Con này là có vết in nút nhẹ nhẹ rồi này. Dưới này không có, trên này bắt đầu có. Xanh đều và đẹp. Đều và đẹp nha. Đều và đẹp luôn này. Đời tem dập này là gọi là đời đầu của thằng M51 anh em. Cái áo M65 hồi nãy, M51 hồi nãy là đời tem giấy. Thằng tem dập này là đẻ ra trước rồi mới tới thằng đời tem giấy nha. Vết in nút mới bắt đầu hình thành chứ chưa có luôn. Ok luôn, đẹp. Từ bụng cho tới nách, từ bụng cho tới vải, tới màu đều đẹp hết. Con này là 97% được rồi đấy. Chốt dùm em 3 triệu rưỡi mã 60 ạ. Tiếp một con M65 dây kéo nhựa, cổ nhựa, thân nhựa, cổ nhựa như nhé. Đấy. Con này là small sock. Con này size nhỏ nha. Con này size nhỏ nha. Small sock. Anh em từ 50 đến small 60 tới 70 kg. Con này vai 51. Cao 1m60 đến 1m7, dài áo 75.
Con này màu lông chuột nha anh em. Màu lông chuột thì cái áo nó ít khi được nổi lắm, vì nó có cái màu lông chuột này nó kéo cái áo sầm xuống. Nhìn cái áo như cũ nhưng mà thực sự nó mới. Vết in nút chưa có này. Con này em bán anh em 900 ngàn mã 57. Anh em nào nhỏ tranh thủ chốt nha, vì nó là nhỏ, size hiếm, 60-70kg và cao 1m6-1m7. Ok, dây chạc trên dưới đầy đủ luôn này. Nhưng nó chỉ có là dây kéo nhựa thôi, có vết gấp nữa nha. Sau đều và đẹp nha, 96% không dơ không lủng rách. Nhưng xuống 96% đều màu. Anh em lưu ý giùm em, 60-70kg, cao 1m6-1m7, ngả cái gỗ ghế. Nhưng mà ai mà 60-70kg mà có cái bụng lù lù ra thì làm ơn nhảy lên một size giùm em nha. Em chỉ nói xúc ký dành cho người gọn bụng thôi. Rồi, ai chốt giùm em con này 900 ngàn mã 57 ạ. Còn một con duy nhất nữa này. Một con duy nhất nữa. Con này là size small. Ồ, con này cũng small short luôn hả trời. Một thân ồn ào. Con này cũng size small short luôn này. Tất cả là hàng cấp phát hết nha anh em. Cũng 60-70kg và dây kéo nhựa. Dây kéo nhựa. Vai 50-51. Dài áo 72, ngắn này nha. Có một chữ US Army, 900 ngàn mã 58. Chất vải thì thử ngang, lì vải cũng vừa là màu mốc luôn. Màu lông chuột luôn. Con này mới nha, con này nhìn nó mới hơn á. Cái màu quầy à, cũng như nhau. Mới xé, mai mới được xé. Ông tay đều màu hết nha anh em, 96% ha, có vết rớt này. Rồi, không dơ, không lủng rách, không có gì hết. Ai ưng con này chốt dùm em, nhớ dùm em 60-70kg, cao 1m6-1m7. Với điều kiện người không có bụng nha. Người mà không phải không có bụng đâu. Người bụng không to. Ai mà bụng to thì phải nhảy lên size medium 70-80kg. Tiếp một con phyllot này. Trời ơi, con này không lẽ em muốn cất đi chứ. Sao mà cái giá trị của nó đỉnh đồi như vậy mà lại không chốt trời. Thật là phí phàm quá đi thôi. Con này rất là chất như nước cất. Con gái, con trai. Con gái. Con này chất quá đi chất luôn. Một con đại bàng này. Một cái bằng này. Trên đây một cái lá cờ không nói. Đây là một cái con kim loại. Con này anh em biết em bán là 1 triệu cả một cái con này luôn ấy. Đấy. Bằng kim loại nha. Mà hàng xưa mà có một con kim loại. Như vậy nó khó lắm. Tem này. Trời ơi. Cái dòng này là cầu vai nha em. Cái dòng mà MA1 hay LAB, L2B thông thường mà anh em mua nó không có cầu vai. Có loại có cầu vai và loại không có cầu vai. Hàng cực xưa luôn của thằng L2B này luôn. Đấy, xài hai mặt dây kéo của nó là khóa đuôi cá. Cái dòng này là nó ngang với cái thằng G8 anh em. G8 ấy. Con này em bán 7 triệu mã 56 nha. Với cái con này thì chỉ có dành cho những anh em mà biết sưu tầm về giá trị của phyllot này thôi. À, chỗ này nó bị dơ một chút này. Cái tem này, cho anh em dòm cái tem của nó còn mới kẹp như thế này luôn. À, tem này báo cáo anh em là tem rin đi theo áo nha. Anh em nhìn cái tem này anh em phân biệt được tại sao em nói là rin và không rin. Không phải là qua chất liệu của tem đâu. Không phải qua chất liệu của tem đâu nhá.
Nhưng mà trên con tem vị trí tem may. Em không nói tọc loạc nữa này. Vị trí tem may ở đâu là tem rin, mà vị trí may ở đâu là tem lô là em biết. Thì em khẳng định con này là tem rin. À, Made in USA này. L2B này. À, tất đều rõ ràng 10 nét cả 10 luôn á. Và cái túi của nó, anh em nhìn giùm em nha. Cái túi của thằng Philot này nó đã khác hẳn những cái túi mà bình thường á. Túi bình thường á. Cái bo này, bo thì hơi xù lông một chút rồi đó. Lông thì xài lâu ngày nó phải xù anh em ạ. Còn cái chỗ này nó bị kích quá thì nó bung chỉ ra. Tức là ông này bẩn căng quá, nó sẽ bung cái phần này ra. Mình may lại, mình ân, ổn học, lại đầu kia rồi. Bỏ vào may lại giùm em cái nha. Nó bung chỉ một chút. Anh em bẩn một con áo nhìn chất không? Áo hàng chuẩn cấp phát của lính Mỹ nha anh em. Nhưng nó là của Mỹ, của lính Mỹ luôn á. Em nhìn máy bay này, chứ không phải hàng mà hàng tàu lao bị đau đâu. Chỗ này nó hơi dơ một chút, hàng rin hàng xịn nha anh em. Anh em đừng có so sánh nó với lại hàng mà anh em hay được nghe là hàng chuẩn của Mỹ mà hàng chưa có sử dụng á. Con này là 70-75 kg. Thực sự nó là hàng của dân dùng Mỹ, của hãng Alpha. Đây, con này hơi ngắn nha, báo cáo là hơi ngắn. Đấy, hơi ngắn vì người mà cao tầm em thôi thì bẩn được 1m60 trở lại thôi. Tới đây là xong. Bẩn là nó ngắn như thế này đó. À, chứ còn Philot mà anh em bẩn dài như rửa thì thua. Nhưng mà báo cáo anh em này, con này á, chắc chắn là em sẽ like con này lần cuối cùng. Nghe em bẩn rồi đó. Em bẩn con này lần cuối cùng. Em tuyên bố vậy đó, bẩn like lần cuối cùng. Ai chốt là chốt nha, còn không chốt là không có mặt để bán cho anh em nữa đâu. Rồi chốt giùm em 7 triệu mã 56. Vì em cần tiền em bán thôi, chứ còn mà không là em không bán nữa rồi đấy. Nhưng mà lập like rồi bán luôn. Tiếp một con Philot này mùa đông anh em này. Quần Philot mùa đông, con này như một cái thảm á. Nó dày và nó tô và nó mập. Dày ba lớp luôn. Dày kinh hồn kinh hoàng luôn. Tránh ra mày đo cái coi. Cái bụng của nó là 112. Ở sau lưng này này thì nó có cái đai đôn nha. Đôn này cài lại, anh em có thể đôn lại nhỏ. Đôn lại nhỏ nhé. 112. Đôn lại chỉ được 4-5 phân thôi. Đấy, khi anh em đôn thì anh em rút lại như thế này này, nó sẽ nhúng lại thôi. Còn mà đôn nhiều quá nó giống nhiều sâu lắm. Rồi dài quần là 112 luôn. Nhưng mà cực ấm. Ở trong của nó này em, hàng tất là hàng chuẩn cấp phát nha. Con này size 42. Đời của nó là đời 6X. 9267. Ok nha anh em. Lại mấy con này em ghét vì nó nặng như con bò. Cái này dây kéo đồng đen xi nhé. Nó nặng quá, mình lai mình phê ở ngay cái đầu gối, nguyên một cái bọc gối này. Nhưng mà bo á, anh em nào sưu tầm Philot này nhé, anh em thấy phồng nhá. Cái bo này nó lâu năm là nó mục hết rồi, nó lủng hết rồi. Anh em về ra thử may kêu nó thay cho một cái bo này hết 10.000 ấy. Nó thay có đoạn từ đây qua đấy mấy 10.000 tiền bo. Anh em nhìn thấy cái đầu khóa này, ở ngay ống quần mà nó bỏ dây khóa của áo M65 ấy. Dây khóa đồng Secoville của M65 này.
Đấy, hai ông Quân nó đã chơi cái này rồi ấy. Mình thì đang chơi 165 nhưng nó đưa vào ống quần luôn này đó. Đây là cái túi nha. Ở bên này thì chỗ này hơi vàng vàng một chút, như kiểu là ố. Bên này cũng vậy. Chỗ này nó bị hơi một chút, nhưng mà chỗ này là bị nặng này. Nó bị như kiểu bị cái gì cạch vào đây một phát và rách vải luôn. Rách vải luôn nha. Nó ta phạch ra ta coi này, cái lớp ở trong là một lớp gì, lớp bông à, lớp bông. Ngay cái bờ mông là to cho bá luôn nha. Con này cực dày cực ấm, em bán con này có 1,4-1,9 thôi này, mã 35. Con này là bình thường ít nhất là phải 3,5 triệu, ít nha, ít nhất là 3,5 triệu. Màu xanh xám này nha. Đây lúng một phát nhỏ nhỏ này, này. Nói về con này mà biết giá trị của nó thì anh em biết không? Có một ông anh hay ủng hộ mua đồ bên em, nhưng mà bên Facebook á thì lại anh mua một con này mà phải mua ở eBay. Tức là bất chấp để mua được một con này đưa về mà mua không rẻ đâu. Mà giờ mua bán tận đây, bán giá này chỉ có 1,9 triệu, mã 55. Anh em ưng thì tốt cùng em nhá. Tiếp một con cuối cùng là một con Philot hay còn gọi là đi tuyết. Thì hồi nãy có một con áo đi tuyết, con này anh em nhìn thấy giống con G8 không? Màu xanh két. Ở trong này thì một lớp lông nỉ ấm. Ở đây không phải là nó lủng đâu mà cái đường chỉ anh em nhé. Cái bụng của nó là 88. Bụng đẹp, bụng 88 đẹp. Ngoài này là chất vải lọc xoạc như kiểu ni lông mà cực ấm luôn. Dài 102. Dài 102. Con em bán 3,9 triệu, mã 54. Ở đây là nguyên một cái dây kéo đồng của nó này. Con này đẹp, nhìn cái màu rất là hấp dẫn ha. Màu của nó là hấp dẫn lắm. Anh em bận con này anh em biết sao không? Em thích nhất là bận một con này phối hợp với một con ghi lê á. Ghi lê hoặc là anh em bận một con áo giáp. Mùa đông mà anh em bận con này, bận một con áo giáp màu xanh. Rồi ở lớp trong thì anh em bận những cái lớp gì không bà không biết cũng được hết á. Nhưng bận ở trên một cái áo giáp màu xanh ghi lê là cái bộ đồ này nó thành được một bộ và đẹp. Phải nói đẹp. Rồi, ai chốt thì mê em nhé. 3,9 triệu, mã 54. Size bụng đẹp, chiều dài đẹp. Còn ở trong thì quên đặt. Em sẽ lột trong cho anh em xem vì con cuối cùng. Con này là size medium đời 73. Size medium đời 73 tức là con này trước năm 75. Còn cái áo hải quân lúc nãy là sau năm 75. Tem vẫn còn rõ ràng và nguyên vẹn nha anh em. Vẫn còn nguyên vẹn ha. Em sẽ lột cái lớp trong cho anh em xem này. Dưới ống quần của nó là cũng to đó. Ống này là phải tầm 25. Nhưng mà nó đôn bằng cái này này. Đó. Đôn bằng cái này thì nó nhỏ lại này. Cho anh em xem cái lớp trong của nó này. Nguyên một lớp nỉ. Cái này thì ai mà chịu cho nổi. Đó anh em. Nó ấm như thế này thì ai mà chịu cho nổi. Ở lớp trong, lớp nỉ, ở ngoài lớp chất ni lông. Không chịu nổi thời tiết phải sợ luôn ấy. Rồi chốt giùm em nha. 3,9 triệu, mã 54. Em cảm ơn tất cả anh chị em ha. Chúc anh chị em may mắn. Và ai ưng cái nào thì alo cho em nha anh em. Hẹn anh em qua sáng ngày hôm sau. Và chúc cả nhà ngủ ngon. Em bye nha. Đúng 9 giờ là em không có bắt máy nữa nha nhé. Ai ưng cái gì thì qua 9 giờ mình để lại tin nhắn, comment ở số điện thoại hoặc là Zalo. Còn mà để qua bình luận ở ngoài YouTube thì chắc chắn là từ hồi em bán giờ em không có đọc luôn. Vì không có thời gian để đọc. Và thời gian đọc đó cũng không chốt được hàng. Cho nên là không có giải quyết được cái gì hết. Alo trực tiếp số điện thoại 0911 337 139.
nhanh còn kịp, còn chậm là mất, cho nên là cũng không có măn được cái gì ở ngoài đó. Rồi em ba anh em chỉ ngoài đó, chỉ trừ những cái trường hợp khách đâu đâu mới tới, người ta chưa biết thì người ta vẫn comment những cái lời nói mà người ta chưa biết, thay vì người ta nói là đồ điên mới mua ba cái đồ lỗi này. Với những người người ta đi pha rối mình, rồi với những người người ta ganh tị làm ăn, rồi với những người còn anh em á, bình luận với tính cách là để tương tác kênh mình với kênh của kênh em và kênh của anh em để nó báo sớm, lại một ý nghĩa khác. Rồi em chào và hẹn gặp lại anh em nhé.